Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, lấy ý tưởng từ chương trình Triệu bữa cơm do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, khi Hà Nội bước vào đợt giãn cách quan trọng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, quận đoàn Hà Đông đã có sáng kiến tổ chức chương trình nấu ăn phục vụ cộng đồng và chúng tôi đã có buổi ghi hình những hoạt động của các bạn trẻ tham gia đội tình nguyện nấu những phần cơm ấm áp tình người hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện những ca F0 và có những điểm phong tỏa và cách ly, thì quận đoàn Hà Đông cũng khẩn trương lên ý tưởng và cũng muốn góp phần để giúp cho hệ thống chính trị giảm bớt cái gánh nặng. Và đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách xã hội thì cái nhu cầu mà ăn uống của các cái lực lượng tuyến đầu chống dịch sẽ khó khăn hơn trong cái thời điểm mà diễn ra cái giãn cách xã hội. Chính vì vậy thì chúng tôi muốn rằng là có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình nấu những suất ăn và phát những suất ăn miễn phí tới lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người lao động tự do mất việc, những sinh viên bị mắc kẹt trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Hà Đông để giúp cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận sẽ được tốt hơn. Kinh phí thì được chúng tôi kêu gọi xã hội hóa thông qua những fanpage của quận đoàn Hà Đông và chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các mạnh thường quân, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông cũng như trong và ngoài địa bàn quận. Nguồn thực phẩm thì chúng em đều nhập từ các cái cửa hàng thực phẩm sạch của trên địa bàn quận Hà Đông. Thì hàng ngày các cái cửa hàng đó sẽ giao thực phẩm đến tại bếp. Chúng em nhận và tích cất vào tủ đông thì đến đúng 1 giờ chiều thì các bạn tình nguyện viên tập trung tại bếp để chúng em tiến hành chế biến các món ăn ạ. Khó khăn nhất của lớn nhất của chúng tôi đó chính là cái nguồn lương thực để có thể là duy trì làm sao cho bếp được diễn ra đều đặn và sẽ kéo dài đến hết giãn cách xã hội để phục vụ cho những cái nhu cầu của lực lượng tuyến đầu cũng như những người khó khăn trên địa bàn quận. Để duy trì hoạt động mô hình bếp ăn thanh niên thì chúng tôi huy động những bạn thanh niên tình nguyện trên địa bàn quận. Thì tiêu chí của chúng tôi đưa ra là các bạn thanh niên tình nguyện đã được tiêm phòng vaccine và những người có sức khỏe và đặc biệt là những bạn có khả năng nấu nướng. Mỗi ngày thì chúng em thường chuẩn bị là 150 suất ăn để chia cho các lực lượng là tuyến đầu chống dịch và các cái đối tượng khó khăn trên địa bàn hay là công nhân và sinh viên bị mắc kẹt ạ. Khoảng 5 giờ thì các cái bạn tình nguyện viên sẽ đến đây để nhận cơm để đi giao đến các điểm. Mình làm ở đây thì thời gian khoảng tầm từ bao lâu đến từ 4:30 đến 6 giờ thì xong tăng đầu thì dạ. Xong là nghỉ. Nếu mà như bình thường mọi khi nhiều rác là đợi đến 7 giờ người ta đến ép rác tăng đầu xong dạ. Bắt đầu nghỉ ngơi thì là đến 8 giờ thì mới lại đi tua rác tăng 2 đến tận 9:30 xong là 10:30 11 giờ thì người ta đến ép thì đi về. Vất vả quá. Thì bây giờ cuộc sống như thế rồi thì chị em đã chấp nhận đi làm rồi thì thôi thì phải vui vẻ với công việc thôi. Vâng. Cơ thì mấy giờ chị dùng cơm ạ? Dùng cơm bây giờ được bọn mình quan tâm đấy, còn nếu không thì chị em toàn về nhà đến đêm mới được ạ. Mấy 2 giờ đêm được ăn cơm. Dạ vâng, thế em hy vọng những suất cơm này sẽ giúp chị và mọi người có được những bữa cơm thật là chất lượng để có sức khỏe vượt qua mùa dịch này. Thế chị dạ, em vâng. Tất cả thay mặt tất cả chị em thì cảm ơn tất cả đoàn mình đã có tấm lòng đến với chị em chả biết nói gì hơn thì chỉ biết cảm ơn thôi. Dạ vâng. Thay mặt quận đoàn thì có những suất cơm này để tặng các anh. Tôi cảm thấy rất là vui mừng về việc là quận đoàn Hà Đông đã quan tâm rất là kịp thời đến tập thể cán bộ công an quận Hà Đông cũng như nói chung cũng như là công an phường Nguyễn Trãi nói riêng. Trong cái thời điểm cao điểm chống phòng chống dịch Covid-19 như này, nó cũng là cái động lực to lớn để bọn em thực hiện tốt nhiệm vụ. Từ mấy hôm trước rồi cũng nhận được cái thông tin là qua các đồng chí công an của phường ấy nói là quận đoàn có tổ chức cái bữa ăn cho những người mà trực gác ở cái chốt này này thì
Sau khi mà chúng tôi cũng tiếp nhận được lần này là lần thứ hai, thứ ba rồi, thì cảm thấy là cái thứ nhất là về chất lượng cái bữa ăn thì là như thế là cũng rất yên tâm, để phục vụ cho một người ở tại chốt đấy ăn thì đã đảm bảo là về sức khỏe và chất lượng ngon tươi. Chúng tôi đã triển khai chương trình này được hơn một tuần nay và sẽ dự kiến sẽ duy trì đến khi nào hết giãn cách xã hội. Và trong thời gian tới, nếu như mà cái thời điểm vẫn còn nhiều người khó khăn thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà để chúng ta có thể hỗ trợ tối đa nhất được cho các lực lượng đó. Hưởng ứng cái chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình thì quận đoàn Hà Đông triển khai là mô hình điểm bếp ăn thanh niên. Thì bên cạnh đó các cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc trên địa bàn quận Hà Đông thì cũng đồng loạt hưởng ứng và lan tỏa chương trình. Rất nhiều các cơ sở đoàn đã chuẩn bị những suất ăn sáng, những bữa cơm chiều, những bữa cơm trưa để gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như là người dân có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi nhận thấy rằng là các cơ sở đoàn đã hưởng ứng rất tích cực và những cái việc làm của các bạn rất là hiệu quả trong thời gian qua. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang song song triển khai đó là mô hình đi chợ giúp dân an tâm phòng dịch. Đây là mô hình mà quận đoàn Hà Đông phối hợp với siêu thị Mega Market. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân sẽ truy cập vào hệ thống siêu thị để đặt hàng online. Và sau đó thì lực lượng tình nguyện viên của quận đoàn sẽ đến để nhận những đơn hàng tại siêu thị và sẽ chuyển đến tận tay người dân. Nó sẽ giúp cho người dân giảm bớt cái thời gian phải đi lại để đi chợ và cũng giúp cho là tránh việc lây lan dịch bệnh giữa cộng đồng.